đây là cái phẩm thấy Đức Phật A Xúc, phải Phật A Xúc hay là Đức Phật A Xúc thứ 20, thứ 12. Thì Đức Phật A Xúc là tiếng Phạn, dịch ngữ là vô động. Thì cõi này là cái cõi mà của Ngài Di Ma Cật, Ngài đang tu hành sanh về ở đó, hay là đang ở đó đi đến đây. Như vậy thì Đức Phật là A Xúc, mà cõi nước là Diệu Hỷ. Nếu mình cắt nghĩa theo chữ Hán luôn thì cõi Phật tên là Diệu Hỷ, Đức Phật tên là Vô Động. Thì như vậy cái phẩm này là để nói lên rằng người tu hành muốn đến được cái cõi Phật thanh tịnh thì cái công đức tu hành của mình phải đầy đủ. Công đức tu hành đầy đủ thì cái cõi Phật thanh tịnh nó mới có thể chấp nhận mình, hay là mình mới có thể được sanh về đó. Vì vậy cho nên Ngài Di Ma Cật là một cái người ở trên cái cõi Phật bất động, vô động của nước Diệu Hỷ, sanh về ở cái cõi Ta Bà để giáo hóa. Thì như vậy để thấy rằng từ cái cõi tịnh mà vào nơi quế để phụ trợ với Đức Phật Thích Ca làm Phật sự, thì đó là để nói lên cái tinh thần của Bồ Tát vào Phật đạo rồi đi tới ma giới đó, hay là vào Phật giới rồi ra ma giới để làm lễ cho chúng sinh. Thì như vậy đó cũng là nói lên cái khả năng của ông Di Ma Cật, là cái khả năng mà thường nói gần như là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ vậy, là chỉ còn một thời nữa là thành Phật. Bởi vậy cho nên trong 10 100 châu đó, thấy cái một chót đó là đóng cửa thất đi xuống buông tay vào chợ. Thì đó là cái trường hợp như ông Di Ma Cật ở đây. Khi ấy Đức Thế Tôn mới hỏi ông Di Ma Cật: ông muốn thấy Như Lai là dùng, ông muốn thấy Như Lai dùng những cái gì mà quán Như Lai ư? Thì ông Di Ma Cật thưa: như tự quán thân, cái thật tướng của thân, quán Phật cũng vậy. Cái câu này chúng ta hay được thấy các nơi nói rằng quán Phật thật tướng, quán thân thật tướng, quán thật diệt nhiên đó. Cái câu này được dẫn nhiều nhất. Thì tại sao nói là quán thân thật tướng, quán Phật diệt nhiên? Bởi vì mình muốn thấy Phật không phải tìm ông Phật ở ngoài, mà phải trở lại cái thật tướng của chính mình, biết nhìn thấy được cái thật tướng của chính mình đó, đó là mình thấy được Phật. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thật tướng của mình chính là Phật chứ không phải gì khác. Cho nên Phật muốn hỏi ông Di Ma Cật, hỏi cho ông thấy Phật bằng cách nào. Thì ông nói ông thấy Phật là ông phải quán ngay cái thật tướng của thân ông. Thì như vậy là ông thấy Phật. Phật và cái thật tướng của mình không có khác. Thì nói cái khác đi, tánh giác của mình và Phật không có khác. Vì Phật là giác, mà chúng ta cũng sẵn có cái tánh giác ấy. Đức Phật Ngài trở về trước thì gọi đó là Phật. Chúng ta có mà chưa có trở về
cho nên tạm gọi là chúng sinh. Vì vậy cho nên thật tướng tức là chỉ cho tánh giác của mình. Còn quán Như Lai, mé trước không đến, mé sau không đi, hiện nay thì không trụ. Đó, tức là con quán, đó là cái câu trên, là cái câu chỉ thẳng cái thật tướng rồi. Rồi giờ câu này nói Đức Phật không có lệ thuộc vào ba thời mà có đến, đi, trụ. Rồi lại nói thêm, con quán, con chẳng quán sắc, chẳng quán sắc như, chẳng quán sắc tánh, chẳng quán thọ, tưởng, hành, thức, chẳng quán thức như, chẳng quán quán thức tánh. Đó là đây, ngài quán thật tướng của thân, chứ không có phải quán bốn, năm quẩn, đó. Không phải quán năm quẩn riêng rẽ. Đó là để chỉ cho ba trường hợp quán, hoặc là quán sắc quẩn, hoặc là quán sắc quẩn như, hoặc là quán sắc quẩn bằng tánh của nó. Rồi năm cái kia cũng vậy, bởi vì thật tánh nó không thuộc về năm, mà nếu mình quán từng phần của năm thì tức là không có thấy thật tánh. Không phải do tứ đại khởi đồng với hư không, nghĩa là vì cái thật tánh này nó không phải do tứ đại mà phát ra, vì nó không có tướng mạo, bởi vậy cho nên nó đồng với hư không. Sáu nhập nó không có tích lũy, hay là nó không có chứa nhóm. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm nó đã qua, bởi vì nó không lệ thuộc vào sáu căn. Chẳng ở trong tam giới, lìa ba, đã lìa ba cái cấu, thuận với ba cái môn giải thoát, đầy đủ tam minh, không có cùng với cái vô minh bình đẳng. Đó là để nói lên rằng cái thật tướng đó nó không có mắc kẹt ở trong tam giới, nó không có lệ thuộc về tam độc, hay nó xa lìa tam độc, nó tùy thuận theo ba cái môn giải thoát, và nó đầy đủ tam minh, nhưng mà nó cũng bình đẳng với cái vô minh chứ không phải là khác. Bởi vì nếu cái minh nó khác với vô minh thì thật tướng còn có hai, mà còn có hai thì chưa phải thật tướng. Bởi vậy cho nên đây muốn nói rõ thật tướng thì nó không hai. Cho nên nói rằng chẳng phải một tướng, chẳng phải khác tướng, chẳng phải tự tướng, chẳng phải tha tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải thủ tướng, chẳng phải bờ này, chẳng phải bờ kia, chẳng phải ở khoảng giữa hay giữa dòng, mà quá độ chúng sinh. Nghĩa là thường nói rằng quá độ chúng sinh thì mình phải làm sao? Mình phải đi đến bờ kia, phải không? Mà bờ kia là bờ nào? Mình phải đến Niết Bàn để quá độ chúng sinh. Nhưng ở đây nói không phải bờ này, không phải bờ kia, không phải chặn giữa, mà quá độ chúng sinh. Tại sao vậy? Bởi vì không còn có kẹt bên này bên nọ. Nếu còn nói có giữa thì cũng là đối với hai bên mà lập. Còn nói hai bên, đây là giải thoát, đây là cầm luân, hai cái bờ khác nhau, thì đó cũng là đối đãi. Bởi vậy cho nên ra khỏi đối đãi mà quá độ chúng sinh. Quán tịch diệt cũng không có hằng diệt. Quán tịch diệt cũng không hằng diệt, bởi vì thấy rõ tự tâm nó là lặng lẽ. Tuy tự tâm lặng lẽ mà cái nguyện độ chúng sinh nó không có giới hạn, không cùng tận, cho nên không có hằng ở trong cái tịch diệt đó. Chẳng đây
chẳng kia, chẳng do đây, chẳng do kia, không có thể dùng trí mà biết, cũng không có thể dùng thức mà hiểu. Như vậy thì nó không còn có cái đối đãi đây kia, mà nó cũng không có thể dùng cái suy nghĩ phân biệt bằng cái thức hay là bằng cái trí của phàm tình mà hiểu thấu nó được. Không có tối, không có sáng, không có danh, không có tướng, không có cứng cỏi, không có yếu mềm, không có tịnh, không có quế, không có ở tại phương sở, không ở phương sở cũng không có lìa phương sở, không phải hữu vi, không phải vô vi, không chỉ bài, không có nói năng. Bởi vì cái tánh giác nó tràn khắp, nó không có lệ thuộc bên này, bên kia. Thí dụ như mình bây giờ ở trong cái nhà, thì bây giờ ở nhà này, bên đây là giác phía tay phải, nếu ở phía này nhìn lại, bên đây là giác tay trái, rồi ở khoảng này là giữa. Như vậy thì giữa là đối với hai bên, còn nói giác phải giác trái là hai cái đối nhau. Thì như vậy cái hình thức cái nhà nó có tướng mạo, cho nên nó nằm trong cái đối đãi. Còn giả sử như bây giờ mình nói cái hư không hay là cái không khí trong hư không, nó ở phía nào, nó thuộc về bên nào, nó không, bởi vì nó trùm hết chứ nó không có tướng mạo, phải không? Bởi không tướng mạo thì không thể nói nó bên này bên kia hay là khoảng giữa được. Bởi vậy nên nói cái mà nó rộng lớn trùm khắp thì cái đó nó không có lệ thuộc bên nào, mà bởi vì cái thể tánh của mình nó không có tướng mạo mà nó thênh thang, cho nên nó không thuộc bên nào hết. Vừa nói một bên nào thì đã là bệnh, là không có biết được cái thể tướng đó rồi. Bởi vậy cho nên bây giờ mình chỉ cái giác bên này, giác bên kia, chỉ khoảng giữa. Bây giờ mình chỉ cái hư không ở chỗ nào? Hư không ở đâu? Chỗ nào trống thì nó là hư không, phải không? Chứ nó không có chỗ ở, cho nên không chỉ, không có thể nói được. Thì đó là để nói lên cái thật tánh hay là thật tướng của mình, hay là cái thật tướng của Phật, đều là cái thể thênh thang không có lệ thuộc đối đãi. Không có phải vô thí, không phải sang lãnh, không phải giữ giới, không phải phạm giới, không phải nhẫn nhục, không phải sân nhuế, không phải tinh tấn, không phải giải đãi, không phải thiền định, không phải loạn tưởng, không phải trí, cũng không phải ngu. Đó là để chỉ cho tất cả cái tâm niệm về vô thí, sang lãnh, thì giới phạm giới như trên, tất cả cái đối đãi đó nó đều không phải hết. Chẳng có phải thật mà cũng chẳng phải dối, chẳng phải đến, chẳng phải đi, chẳng phải ra, chẳng phải vào. Tất cả cái đường ngôn ngữ đều bạch. Thành ra tất cả cái lối nói năng đều không thể nói tới được. Mà nếu nói tới thì chỉ nói câu là chẳng phải, phải không? Và chẳng phải tức là sao? Ví dụ bây giờ có người họ muốn hỏi mình thế này, muốn hỏi cái, ví dụ như họ mù, họ không thấy hư không là sao? Nhưng bây giờ hỏi hư không phải giống cái bàn không? Thì mình nói là sao? Nó không phải. Hỏi giống cái nhà không? Không phải. Hỏi giống cái gì mà cái mà họ sợ được á, mình đều nói không phải hết trơn. Rồi nói không phải tất cả là tức là một tràng mình phủ nhận, phải không? Mà phủ nhận trong đó mình đã có sao?
phải không? Thì như vậy khi mình phủ nhận, phủ định đó, đó đã khẳng định rằng không phải mà đã chỉ cái phải, phải không? Chứ còn mình ngồi các nghĩa hư không đó, sao vậy? Khi người ta không có mắt, không thể thấy được, thì bây giờ cái bàn ta sờ được, cái nhà ta sờ được, cái gì ta để ăn tới thì ta sờ, ta biết nó thế này thế nọ. Nhưng giờ hư không không biết làm sao mà thấy, làm sao biết nó ra sao. Từ giờ hỏi những cái mà người ta sợ được thì mình phải nói sao để diễn tả cho người ta biết cái gì không? Thì hỏi cái nào mình cũng đều nói không phải, một tràng không phải, cái gì không phải hết. Thì nói vậy nghe thì nó khó hiểu quá. Tại sao cái gì cũng không phải, không phải thì cái đó là sao? Như vậy thì nếu mình có cái mắt thì nói cái bàn không phải thì mình cười, đúng rồi. Nói cái nhà không phải được không, mình cũng cười rất đúng rồi, phải không? Nhưng mà với người không mắt thì họ không hiểu. Thì mình đây cũng vậy, cái thật tướng là cái tánh giác, nó không phải tất cả những cái tướng đối đãi, tất cả ngôn ngữ đối đãi, tất cả những tâm niệm đối đãi, những cái đối đãi đó nó đều không phải hết. Mà nói không phải hết thì mình khó hiểu quá. Bây giờ mình nhìn thì thấy tướng, còn mình nói ra thì đối đãi, ngôn ngữ đối đãi, mình nghĩ thì nghĩ theo cái bóng giác đối đãi. Bây giờ nói cái gì cũng không phải hết thì sao? Thì như vậy, như là không có chỉ cho mình, mà sự thực đây đã khẳng định, đã chỉ cho mình rõ ràng tất cả cái đối đãi đó đều là cái tướng không phải chân thật, không phải trùng khắp. Vì đối đãi là hư dối, đối đãi là giả dăng, đối đãi là không thật. Đây nói thêm, không phải phước điền, không phải phi phước điền thì đúng hơn, chứ không phải bất phước điền, không phải là ứng cúng, cũng không phải là phi ứng cúng, không phải là thủ, không phải là xã, không phải có tướng, không phải là không tướng. Nà, thì ở đây nói rằng cái đó nó không phải cả cái đối đãi trên phương diện tu chứng. Nà, phương diện tu chứng là nói Như Lai ứng cúng rồi đó. Ứng cúng là chỉ cho hàng A-la-hán, có nghĩa là ứng cúng đó, hoặc là nghĩa là phước điền. Thì đây nó cũng không phải đối đãi theo cái nghĩa là phước điền hay phi phước điền, ứng cúng là phi ứng cúng. Rồi nó cả không phải luôn với cái tâm thủ xã có tướng và không tướng, nó đồng với chân tế, đồng với cái pháp tánh không thể cân, không thể lường. Nó quá các cái cân lường, nó không phải lớn, không phải nhỏ, không phải thấy, không phải nghe, không phải giác, không phải tri, lìa tất cả cái trói buộc, bình đẳng với các cái trí tuệ, đồng với chúng sanh. Đó. Nói thì nghe nó cao siêu tuyệt đỉnh, nhưng mà tới kết thúc thì nghe nó quá thấp, phải không? Nào là lìa tất cả cái thói buộc, bình đẳng với các cái trí, mà lại đồng với chúng sanh. Như vậy thì chúng sanh sao? Bởi vì quán cái thật tướng của thân, tức là cái thật tướng của chư Phật, Phật cũng vậy đó, tức là thật tướng chư Phật. Thì như vậy thân đây là không phải chỉ thân của ông Duy Ma Cận, mà tất cả thân chúng sinh, phải không? Tất cả thân chúng sinh đều có cái thật tướng đó. Như vậy thì cái thật tướng đó đối với chư Phật thì các ngài gọi là giác, mà đối với chúng ta gọi là gì? Gọi người ta gì nói đi. Đối với chúng ta gọi là gì? Thì cũng gọi là giác, mà tại chúng ta chưa nhận nên nó gọi là mê. Vậy chúng sinh là mê, phải không?
Chứ cái đó cũng là tánh giác thôi. Tánh giác mà chư Phật đã khai sáng được, còn chúng ta cũng có tánh giác đó mà chưa khai sáng được. Người khai sáng được thì gọi đó là giác, còn người chưa khai sáng được gọi là mê, gọi là chúng sanh. Thì cái điều này ví dụ cho dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ cha mẹ có 5-7 đứa con, mà cha mẹ là giàu có, là trưởng giả. Rồi trong đó thấy con còn nhỏ mà cha mẹ già, thành ra mỗi một phần của cái vàng bạc châu báu gì đó để dành chia cho mấy đứa con, mỗi đứa có một gói riêng hết, rồi chôn mỗi chỗ riêng. Nhưng mà khi cha mẹ già chết rồi, có để cái di chúc lại à, con đó, mỗi phần để đâu đó. Rồi sau khi cha mẹ chết thì con tự khai quật lên lấy cái đó, thì con sẽ hưởng được cái gia tài cha mẹ để lại, chia bình đẳng đứa nào với đứa nấy. Nhưng mà cái di chúc có để lại cái người anh cả lớn anh giữ, còn mấy người em nhỏ còn nhỏ ham chơi, thành ra người anh sợ không dám đưa chỉ số, sợ nó lấy nó phung phí, nó nghèo tội nghiệp. Cho nên người anh cả anh đào chỗ của anh, nó lấy cái của lên trước thì anh giàu. Còn mấy người em gì có ghi trong cái di chúc mà người anh chưa chỉ, cho nên giờ mấy người em không biết, nghĩ là mình nghèo, mình không có gì hết, chỉ anh mình mới giàu thôi, phải không? Nhưng mà tới chừng những cái đứa em nó lớn khôn hết rồi thì người anh mới đem di chúc lại chỉ, à đó di chúc ba má để lại, đứa nào cũng có một cái hũ của báo đó, chỗ nào chỉ, mỗi đứa đào lên lấy. Chừng đó mỗi đứa đào lên lấy thì giàu như người anh. Như vậy thì trong khi chưa đào lên lấy đó, những cái đứa em nó có bằng anh không? Bằng không? Nghĩa là mình nói sao cũng trúng, nói bằng cũng trúng, mà nói không bằng cũng trúng, phải không? Không bằng bởi vì người này có lấy lên của được xài, thành ra còn mình chưa có gì hết thì không bằng. Nhưng mà trong khi không bằng đó đã có cái bằng, phải không? Thì cũng như vậy, Phật có cái tánh giác ngài khai thác được, ngài thành Phật. Còn mình cũng có tánh giác mà chưa khai thác được thì mình bằng Phật không? Bằng không? Giờ nói bằng thì nói không bằng. Rồi nhưng bây giờ thì không bằng thiệt, phải không? Nhưng mà mình có cái đó, chừng nào mà mình bươi ra được cái mình xài thì mình cũng bằng Phật, phải không? Như vậy thì nói ở đây mà nói là đồng với chúng sinh đó là chỉ về cái chỗ sẵn có đó, thì lìa tất cả cái trói buộc nè, rồi bình đẳng tất cả các cái trí nè đó, rồi đồng với chúng sanh nè, đồng với chúng sanh, bởi vì tất cả chúng sanh đồng có cái đó, cho nên mình và Phật đồng đó, là để làm sáng tỏ cái câu mà quán thân thật tướng quán Phật cũng vậy đó, phải không? Thì như vậy thì tất cả chúng sanh đều đồng có cái thật tướng như chư Phật, nhưng mà chúng ta chưa có khai thác được cái trí tuệ đó, cho nên là chúng ta mê làm chúng sanh. Đối với chư Phật không có phân, đối với các cái pháp không có phân biệt, tất cả đều không mất, tức là đối các pháp không có phân biệt, tất cả không mất, không có nhơ, không có trượt, không có phiền não, không có tạo tác, không có khởi, không có sanh, không có diệt, không có sợ, không có lo, không có mình, không có chán, không đã có, không sẽ có, không hiện có, không thể dùng tất cả cái lời nói phân biệt mà hiện bày được. Bạch Thế Tôn, thân Như Lai là giường này phải quán như thế à,
do cái quán này hay là người thực hành theo cái quán này gọi là chánh quán. Nếu người quán khác đi thì gọi đó là tà quán. Nếu mà chúng ta theo cái thân Phật đúng như vậy đó là chánh quán. Nếu chúng ta theo thân Phật bằng cách khác đi á, gọi đó là tà quán. Thì như vậy cái đoạn này sẽ chỉ rõ rằng thân Phật và chúng sinh, thì nơi Phật, nơi chúng sinh đều có tánh giác như nhau. Cho nên nếu mình quán cái thật tướng của mình, tức là thấy được tánh giác, mà thấy được tánh giác thì tánh giác đó với Phật cũng vậy, không có khác. Còn nếu mà mình nhìn trên cái giả tướng thì Phật với mình nó sai biệt. Nhưng mà hay là mình chỉ nhìn ở trên cái chỗ viên mãn được cái tánh giác với cái chỗ còn quên tánh giác thì mình với Phật khác. Chứ còn quán ngay cái thật tướng của mình và Phật thì hai bên đều bình đẳng. Đó là cái ý nghĩa quán thân Phật. Khi ấy ông Xá Lợi Phất hỏi Di Ma Cật: ông từ chỗ nào chết rồi mới đến sanh ở đây? Lại sanh ở đây. Bây giờ ông thắc mắc, hồi trước ông chết ở chỗ nào rồi ông mới sanh về cái chỗ này? Ông Di Ma Cật lúc nào cũng lý không à? Hỏi tới cái đó rồi ông không có thật thà, ông liền hỏi. Hỏi lại Di Ma Cật nói: ngài, cái pháp của ngài đã được đó, nó có chết có sống chăng? Đó, bởi vì ngài chứng vô sanh. Xá Lợi Phất là đã chứng được cái A La Hán là vô sanh. Mà vô sanh là hỏi có chết có sống không? Thì trả lời sao? Không. Ông Xá Lợi Phất nói không có chết không có sống. Nếu cá pháp cái tướng nó không chết không sống thì làm sao mà ông hỏi tôi rằng chết ở chỗ nào mà đến sanh ở đây? Nếu cái pháp nó đã không có sanh, không có không tử không sanh thì tại sao còn hỏi tôi tử ở đâu mà sanh ở đây? Bây giờ không phải giải thích. Ý ông nghĩ sao? Thí như cái người quyển, chữ quyển cái chỗ mà đọc ảo cũng trúng chứ không sai, nghe không? Quyển quá hay là có người cũng là ảo quá. Thí như cái ông thầy quyển, ông quá ra người nam nữ bằng quyển thì đâu có chết và sống ư? Hay là đâu có tử và sanh ư? Thì ngài Xá Lợi Phật Phật nói không có tử và sanh vậy. Ông há không nghe Phật nói các pháp cái tướng là như quyển sao? Vậy thì ông không thường nghe Phật nói các pháp tướng là như quyển sao? Giờ ông hỏi tôi chết đi đâu sanh ở đây? Rồi khi đó thì ông đáp đúng vậy, tôi có nghe được nói vậy. Nếu tất cả pháp đã là cái tướng như quyển thì tại sao mà ông hỏi rằng ông chết ở chỗ nào mà sanh đến chỗ này? Này thì Xá Lợi Phất, chết đó là cái pháp hư dối, là cái tướng bại hoại, hay là cái tướng bại hoại của cái pháp hư dối. Còn sanh đó là cái tướng tương tục của cái pháp hư dối. Hai cái câu này nó hay vô cùng. Nếu mà ai thấy được bao nhiêu đó thì hết thấy sanh tử rồi, phải không? Chết là cái gì? Là cái tướng bại hoại của cái pháp hư dối, phải không? Rồi sanh đó là gì? Là cái tướng tương tục của pháp hư dối, chứ không có cái gì thiệt hết trơn, phải không?
Như vậy thì mình nói mình sanh thì chẳng qua là có sự tương tục của cái tướng hư vốn thôi. Bởi vì tương tục là còn thở, thở đều đều, đều còn ăn, còn uống, cho nên cái mạng sống nó còn tiếp nối. Nếu ngừng thở thì sao? Thì nghe đó nó hết rồi. Thì như vậy là hết tương tục. Mà hết tương tục thì cái giả dối nó bại hoại, nó tan ra. Bởi vậy nên còn tương tục thì cái tướng giả dối nó còn, phải không? Rồi khi mà cái bại hoại thì cái tướng giả dối thì nó hết. Thì như vậy cái tướng này tướng thiệt hay tướng gì? Giả mà động tới giận rồng rồng, phải không? Đồ giả mà có ai quý, mà nếu quý thì không có nói giả, phải không? Mà sao người ta nói giả được mà cứng như tôi cũng không hiểu nổi chứ, phải không? Sao vậy? Thế lẽ ra cái gì mà nói cái này là đồ thiệt thì mới gọi là quý, còn nếu nói đồ giả thì coi nó thường lắm, không có giá trị gì. Như vậy mà mình có thể nói giả, tức là bắt chước theo Phật Bồ Tát nói giả, phải không? Nhưng mà cái tâm mà còn tâm chúng sinh, miệng thì nói giả mà tâm thì tưởng thiệt đó. Bởi vậy cho nên giả mà cứ chấp nó, rồi buồn, rồi giận, rồi đủ thứ chuyện, đó là cái sai lầm của mình á. Thì như vậy quý vị mới thấy chỉ cần có hai câu này mà chúng ta thường quán, thường thấy rõ thì cái đạo lý chúng ta tự nhiên nó cao siêu lên. Cái chết đó là cái tướng bại hoại của cái pháp hư dối. Rồi sanh đó là cái tướng tương tục của cái pháp hư dối, chứ không có gì lạ hết. Thì cái thân này là cái tướng hư dối, mà chết là cái tướng hư dối nó bị hoại ra, phải không? Còn sống đó là cái tướng hư dối nó còn tiếp tục. Như vậy thôi, có gì đâu. Mà đã là tướng hư dối thì có gì quan trọng? Thí dụ như cái răng mình còn đương cứng, mình nói răng của tôi mà mai mốt lung lai cái mượn nhổ quăng quách được rồi, phải không? Thì như vậy nó của tôi nữa không? Rồi lấy cái gì đó không biết, rồi gắn vô là cái thằng giả thì cũng nó đâm mê. Thì đó là cái ma một số giả dối đó vậy. Nhưng mà cái gì giả gắn vô cũng thành thiệt của mình. Thì nó là đời thấy nó rõ ràng, không có cái tướng thiệt mà mình cứ lầm là thiệt, đó là cái mê đó. Ông giảng lý một cách rõ ràng rồi, từ bây giờ đây ông có nói thêm: Bồ Tát tuy chết mà không có hết cái gốc lành, tuy sanh mà không có tăng trưởng các cái ác. Dù cho chết mà gốc lành cũng không hết, dù sanh mà cái ác cũng không tăng trưởng. Còn mình ở đây thì sao? Chết thì lúc đó cái gốc lành mất, phải không? Còn sanh thì cái ác tăng. Bởi vì sanh cái thì tham ăn, tham đủ thứ tham đó, rồi dành đến nhau. Bởi vậy cho nên cái gốc ác nó tăng. Thì khi ấy ông lý luận đã rồi, bây giờ Phật thương thì Xá Lợi Phất nghe muốn nói thiệt thì ông biết à. Nên Phật liền bảo Xá Lợi Phất: có cái nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu là Vô Động, ấy là cái chỗ ở của ông Di Ma Cật, là cái cõi nước mà của ông Di Ma Cật ở. Ông chết nơi đó rồi đến sanh ở đây đó. Thành ra thấy Phật thật thà, phải không? Phật nói thiệt hả? Không có lý luận. Còn Di Ma Cật ông cứ lý luận hoài, ông không nói thiệt. Thì như vậy thì tới đây để xác nhận rõ cái tung tích con Di Ma Cật. Cái tung tích của ông là vị Bồ Tát đã sanh ở cái nước Diệu Hỷ của Đức Phật Bất Động
ông chết ở đó, ông thăm trên cõi ta bà này. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói: chưa từng có vậy, bạch Thế Tôn, cái người này mới hay xả bỏ cái cõi thanh tịnh mà đến đây, đến cái mà đưa đến cái chỗ nhiều quán hại này, nghĩa là xả bỏ cái đất diệu hỷ, cõi nước diệu hỷ, nghe tên diệu hỷ biết chưa? Nên là đã là vui mừng, mà vui mừng một cách hết sức là tế nhị, hết sức là vi diệu, cho nên gọi là diệu hỷ. Như vậy thì ngài Xá Lợi Phất nghe cái cõi Phật bất động, vô động, nghe cái tên nước diệu hỷ, liền tán thán ở chỗ đó là cái chỗ đẹp đẽ, còn cái chỗ này là cái chỗ nhiều quán hại, phải không? Ở cái xứ, cái cõi của chúng ta ở là cái cõi nhiều quán hại. Tại sao nhiều quán hại? Bây giờ nói cái chuyện rất là thông thường cho tất cả nhớ. Mọi cái trò vui trên thế gian này, nó có cái trò vui nào gọi là vui thiệt không? Thí dụ như tất cả cái vui của người ta là hồi xưa hay bài những trò vui như đá gà, đánh bạc, phải không? À, đua ngựa, đá banh, vân vân. Thì cái vui nào nó cũng vui dành nhau cái hơn, mà dành nhau cái hơn thì cái người thua phải sạch. À, thành ra rồi chính vì dành cái hơn đó mà nhiều khi hại nhau. Ví dụ hai con gà mà một con thắng thì con kia phải chết hoặc là mang thương tích nặng. Thì khi mà bên thắng thấy cái bên thua bị thương tích, bị thua thì vỗ tay mừng, còn bên kia thì sao? À, thì xào héo đau khổ. Thì như vậy cái vui trong cái khổ cơ mà. Như vậy thì tất cả cái cuộc sống gọi là tìm được cái vui toàn là cái vui trong cái khổ. Cuộc ban đá banh nào bên thắng thì được người ta vỗ tay hoan hỉnh, thì bên thua thì sao? Ngó mặt xuống. Thấy không? Như vậy thì lúc nào cũng có cái hận, cái phiền bên cạnh cái vui. Cho nên cái vui trong cõi này là cái chỗ nhiều quán hại, bởi vì không bằng lòng với nhau, rồi nhầm hại lẫn nhau, nên sanh đến xứ này, cõi này thì biết cái chỗ nhiều quán hại. Bởi nhiều quán hại cho nên dễ tu hơn khó tu. Dễ tu. Bởi nhiều quá hại cho nên tu một đời bằng chỗ khác tu mấy trăm kiếp. Như vậy thì mình tu mau. Tu mau cái gì mà tu mau thì cái đó là sao? Dễ là có. Thành nó phải nhìn hai mặt hết, chứ đừng nhìn một mặt. Nếu là nếu nhìn một mặt thì mình than phiền thì cõi thì khó tu vì nhiều quá hại. Nhưng mà nhìn mặt khác thì nhiệt bởi nhiều quá hại cho nên mình tu mau đắc quả. Nếu biết tu. Còn nếu mà mình lười biếng thì nhiều quá hại thì ngán quá, muốn không tu, phải không? Để ăn thua cho họ. Nó tu sẽ thoại đấy, phải không? Cho nên rồi muốn cho mình không thua thiệt thì tu không được. Còn nếu tu là phải chấp nhận cái gì? À, đứa nào đã cạo đầu rồi thì chấp nhận mình thua thiệt. Phải chấp nhận cái điều đó. Điều đó là điều mà mình phải chấp nhận, phải không? Chứ còn cạo đầu rồi mà còn tranh hơn thua người ta đó là không phải tu, phải không? À, như vậy thì tụi con thấy chính ông Phật ông sáng suốt lắm, ông sợ mình ăn gian, phải không? Ra đường cái lời, nếu mà để mình để tóc được như người ta thì có chuyện gì bực bội cái mình cãi, mình đánh động họ thì cũng như ai, hai người cũng như nhau.
Nhưng mà giờ cái đầu mình đập mà không phải đánh lộn mình đứng làm sáng coi cho được. Thì chính vì vậy mà nhớ tới cái đầu đó hết, mọi cái đều bỏ hết, bản chấp nhận thua. Thì đó là một cái điều mà mình thấy nhờ cái hình thức mà bắt buộc mình phải nhìn. Thì ngoài cái đánh lộn ra, những cái chuyện khác cũng vậy nữa. Thì tất cả gọi là cái tranh giành hơn thua, phải quấy hay là danh lợi gì, tài sắc gì trên thế gian này, chính Đức Phật Ngài đã bắt buộc mình phải nhớ hết, phải không? Nhờ cái hình thức đó mà mình phải tự biết, tự nhận ra. Giả sử bây giờ mà một người xuất gia rồi bên phái nữ mà muốn đi coi cine, giáo đại học đầu tập vô trong cái giữa cái đạo hát mà thiên hạ lần đằng coi không? Nếu mà muốn coi ít ra cũng phải mượn tóc gì hả? Thì lúc đó mới dám đi chứ sao không bao giờ để cái đầu về thì dám vô. Thì như vậy để thấy là không phải không, nghĩa là cấm mình một cách khéo léo, nghĩa là bắt cầu đầu rồi thì thôi hết mọi việc đều là phải chấp nhận thua thiệt. Cho nên nói tới người tu là người phải thua thiệt. Ai tu mà đòi hơn, đòi dành cái này cái nọ cho bằng hoặc hơn ta là chưa biết tu. Vì mình đã quyết chí tu thì mọi cái danh lợi tài sắc ở thế gian mình đã lui hướng, mình đã lùi lại hơn, phải không? Mình nhường cho người ta rồi, mình nhường ta tức là phải thua chứ sao? Mà giờ không chịu thua tức là ngược lại với cái việc làm của mình. Bởi vậy nên hiểu rồi thì tất cả người nào đã tu là một sức mạnh, phải gan dạ chấp nhận cái việc mình làm, phải không? Nếu mà lỡ làm thì giờ cũng phải ra. Lỡ rồi nó không biết, tưởng nào là đi tu vui. Mà lỡ cao đạo rồi thì bây giờ cũng phải ra. Chứ để rồi quý vị thấy mình cạo đầu mà người còn làm cái vướng bệnh đó thì coi sao được, phải không? Thì nếu mà muốn làm những vướng bệnh đó thì phải để tóc lại, để học thế nào mà để cái đầu như vậy mà làm những chuyện vướng bệnh là được. Cho nên dám cạo đầu rồi thì mọi cái khác mình phải chấp nhận thua thiệt hết. Để rồi mà chính cái chấp nhận thua thiệt đó là cái bước tiến của người tu, phải không? Nếu mà mình không chấp nhận thua thiệt thì không thể nào tiến được hết. Đó là cái điều mà mình thấy ở trong đạo Đức Phật Ngài đã khiến cho mình. Cho nên trong kinh Di Giáo Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy Sa Môn sáng phải giờ đầu một lần đó, thấy không? Bao nhiêu đó là đúng rồi, sáng giờ uống là đồng trọng. Mình là đồng trọng thì không có quyền nghĩ tới danh, nghĩ tới lợi, tài sắc gì cũng không có quyền nghĩ. Mình đã là đầu trọc mà có không quyền sân si với ai thì mình đã là đầu trọc, phải không? Đó thì bao nhiêu đó chỉ cần giờ đầu cái là nhớ hết, nhớ hết bổn phận của mình. Ông Di Ma Cật nói với Ngài Xá Lợi Phất, ý Ngài nghĩ sao? Ánh sáng khi cái mặt trời nó mọc lên, nó có ánh sáng đó, thì nó có hiệp với cái tối hay không? Thì ngài Xá Lợi Phất đáp, không vậy. Cái ánh sáng mặt trời, cái mặt trời khi mà nó mọc lên, cái ánh sáng nó phát ra, nó không có hợp với cái tối. Bởi vì có cái chỗ nào mà vừa sáng vừa tối không? Nghĩa là sáng thì không tối, tối thì không sáng. Bởi vậy cho nên ánh sáng với cái tối nó không hợp nhau. Ông Di Ma Cật nói, và chỗ nào mà mặt trời, vì sao mà mặt trời nó đi qua quả diêm phù đề,
thì Ngài đáp rằng vì muốn soi sáng để trừ các cái tối ở đây. Thì Ngài ông Duy Phật Cạc mới nói Bồ Tát như thế tuy sanh ở cõi Phật bất tịnh, tức là như quế, vì giáo hóa chúng sanh không cùng với cái ngu tối mà chung họp, chỉ diệt những cái tối phiền não của chúng sinh mà thôi. Đó. Thì như vậy, tuy Bồ Tát sanh ở cõi nhiều quán hại, Bồ Tát có bị quán hại không? Đó. Tuy là ở cái chỗ quán hại nhiều, phiền não lắm, nhưng mà Bồ Tát cũng không có dính dáng với những điều đó. Nhưng cốt làm sao diệt được cái phiền não tối tăm của chúng sinh mà thôi. Giống cũng như ánh sáng đối với chỗ tối, tuy rằng nó hiện ra để cho những cái tối nó tan đi, chứ không phải hiện ra rồi nó hòa hợp với cái tối. Thì như vậy, ở đây chúng ta mới thấy rõ rằng tinh thần Bồ Tát, tuy rằng các ngài ở cõi thanh tịnh, bởi ở cõi thanh tịnh vì sao mà được cõi thanh tịnh? Vì cái công đức của các ngài, phải không? Bây giờ ở đây mình thấy nếu mà cõi này cũng tùy cái người có phước với ít phước mà nó cũng có tịnh có quế, phải không? Đó. Ví dụ như người có phước thì được nhà cửa vườn ruộng trang nghiêm, người không có phước thì sao? Thì nhà cửa vườn tược nó u trệ. Thì như vậy ở cõi này còn không phải thái, huống nữa là Bồ Tát tu vô lượng phước đức rồi, thì cái cõi các ngài làm sao mà xấu như cõi mình được, phải không? Nhưng mà tới khi các ngài đã nhập được cái Phật giới rồi thì lúc đó các ngài tùy ứng hiện những cái chỗ xấu xa, nhiều tai nạn, nhiều phiền não là cốt vì giáo hóa chúng sinh, chứ không phải đi tới đó là vì sự nhiễm trước. Bởi vậy cho nên Bồ Tát dù tới cái cõi quế mà các ngài cũng không bị cái quế nhiễm làm liên hệ. Đó là cái ý nghĩa của đoạn này. Khi ấy đại chúng đều khát ngưỡng muốn thấy cái thế giới diệu hỷ của Đức Phật vô động, và những cái chúng Bồ Tát thanh văn kia, Phật biết tất cả chúng hội, cái ý niệm của tất cả chúng hội, liền bảo Di Ma Cật rằng: Thiện nam tử, vì chúng hội này mà hiện cái cõi nước diệu hỷ, và cái Đức Như Lai vô động, cùng Đức Như Lai vô động và chúng Bồ Tát thanh văn, chúng đều muốn được thấy. Khi ấy ông Duy Ma Cật mới nghĩ thầm: ta sẽ không có rời khỏi tòa này để mà tiếp cái cõi diệu hỷ, nào là núi Thiết Vi, núi, sông, khe, suối, sông, rạch, biển cả, suối ngòi, cả cái núi Tu Di, các núi Tu Di, mặt trời, mặt trăng, các cái gì sao, nào Thiên Long, lầu cung điện của Thiên Long, quỷ thần, phạm thiên vân vân, cùng với chúng Bồ Tát thanh văn, thành ấp tụ lạc, nam nữ nhỏ lớn, cho đến Đức Như Lai vô động, và các cây bồ đề với các cây hoa sen báo, hay ở mười phương làm Phật sự đó. Rồi lại có ba cái con đường đều là bằng cái thềm báo,
hay là mình nói cái cấp bằng báo, những cái đường lên có cái bậc từng bậc đều bằng cõi báo. Từ ở cõi Diêm Phù Đề lên đến cung cõi trời Đao Lợi, thì do cái thềm báo hay là cái bậc báo này mà chư thiên ở trên kia đi xuống phải vì lễ kính Đức Phật Vô Động, nghe nhận những cái kinh pháp. Còn những người ở cõi Diêm Phù Đề cũng đi lên theo cái thềm báo này hay là cái bậc báo này, đi thẳng đến cung trời Đao Lợi mà thấy được chư thiên thế giới diệu hỷ, được thành tựu vô lượng công đức, cho đến ở trên đến cái cõi trời sắc cứu kính, ở dưới đến cái thủy tế, tức là cái mé tọt ở dưới đáy nước, rồi dùng cái tay phải nắm lấy cái thế giới kia như là cái ông thợ gốm mà nắm cái cục đất để trên cái bàn quay vào ở thế giới này, vẫn được như là cái tràn hoa mà để đưa cho tất cả xem. Khởi cái nghĩ ấy rồi, liền nhập chánh định, hiện sức thần thông, lấy cái tay phải nắm lấy cái cõi nước diệu hỷ để ở trên cái cõi nước này. Những vị mà đã được thần thông như là Bồ Tát, Thanh Văn, chúng cùng với những chư thiên người vân vân đều quảng phát lên cái lời kêu rằng: xin Văn Thế Tôn, ai mà nắm giờ chúng con đi, mong Ngài thấy để mà cứu hộ. Những người thành thông, được thành thông rồi thì thấy cái thế giới bị dời, rồi quảng hốt, ai mà dời tụi con đi vậy, Phật cứu tụi con. Còn tội nghiệp những cái người không có thần thông thì sao? Còn ngoài ra những người chưa được thần thông á, thì không hiểu, không biết mình mà để ăn đi tới đâu. Thì cái câu chuyện nghe nói nó cũng hơi lạ. Tại sao mà đợi có thần thông mới biết, còn không có thần thông thì không biết? Thì cũng ở chung, ví dụ bây giờ ai chung một cái chùa toàn chúng có những người tu khá, những người tu dở, mà nếu mà có ai mà lấy cái bàn tay mà dời cái chùa này đi để chỗ khác thì những người tu khá hay thì người tu dở cũng biết chứ, phải không? Tại sao mà chỉ có cái nhóm này biết mà nhóm kia không biết? Tại sao vậy? Bởi vì tất cả đều tại cái mê, phải không? Cái mê như giờ nói cái thí dụ hết sức là đơn giản đi. Thí dụ như mình bây giờ ở trên cái thế giới của mình hiện ở, nói theo bây giờ là cái hành tinh mình đang ở, thì những nhà khoa học họ biết cái hành tinh mình quay một ngày bao nhiêu vòng, hay là nó là một cái quay của nó đó, cái tốc độ là bao nhiêu, họ biết rõ. Còn như mấy đứa không biết ở đây, nó không biết mình đưa lại chỗ ở trong cái thế giới đường bị quay đâu. Nó an nhiên bây giờ nó cười nó chơi, nó không biết thế giới mình quay được cái gì, phải không? Thì như vậy chỉ có trong một cõi mà những cái người thông minh sáng suốt thì người ta mới biết cái sự di chuyển đó, còn những cái người dốt nát quá không biết gì hết. Thứ nữa là cái thế giới của Phật, thì những người mà chứng đạo được thành thông tức là chứng quả rồi, cho nên mọi cái biến động các ngài đều biết. Còn những người chưa chứng quả thì có những cái biến động mà chưa biết.
thì cái điều đó cũng không phải là lạ lắm, phải không? Đó là để nói là các vị chưa thành thông thì không biết mình bị đang đi đâu. Thế giới diệu hỷ tuy vào ở trong cái thế giới này mà không có tăng giảm, ở nơi thế giới này, khi ấy ở thế giới này cũng không có thấy chặt hẹp như cũ không khác. Đang cái thế giới kia để về cái thế giới này, mà thế giới kia nó nhỏ hơn thế giới mình không? Nó đâu có nhỏ hơn, mà tại sao đem để thế giới này mà không có chặt hẹp gì hết? Như vậy thì để thấy rằng ở đây không phải chỉ một bề nói về sự, phải không? Mà nó có gồm cái lý ở trong đó nữa. Bởi vì tất cả cái quả nước do cái sức thành thông của những vị Bồ Tát hiện ra, thì các quả nước đó không phải là cái quả nước nặng nề như cái thế giới của mình, mà đều là tùy theo cái sở nguyện của các nhà hiện ra mình thấy thôi, chứ không phải có cái chất lượng nặng như cái mình tưởng cái thế giới của mình vậy. Thì vậy mà nó khác, hay là nói cách khác là cái lý, bởi vì trong cái đối đãi theo tâm niệm của chúng sinh thì thấy có lớn có nhỏ, bởi lớn nhỏ cho nên có rộng có hẹp. Còn ở trong cái tâm bình đẳng của Bồ Tát thì nó là bình đẳng, nên không có lớn nhỏ, không có rộng hẹp, không có vì cái kia mà chen lấn cái này, nó không có hai cho nên không khác. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới bảo đại chúng rằng: các ông hãy xem cái thế giới diệu hỷ và bất vô động Như Lai, cái cõi nước nó trang nghiêm đẹp đẽ, Bồ Tát cái hạnh thanh tịnh, còn các chúng đệ tử thải đều thanh bạch. Bây giờ các ông chịu khó nhìn đi, phải không? Nhìn là thấy cõi nước đẹp đẽ, thấy Phật, thấy đại chúng, từ Bồ Tát cho tới các đại đệ tử đều là cái hạnh thanh tịnh hết. Thì cả chúng đều đáp rằng: xin vâng, chúng con đã thấy. Phật bảo: nếu Bồ Tát muốn được cái cõi nước thanh tịnh như thế thì phải học theo cái đạo mà của Đức Vô Động Như Lai đã hành. Như vậy thì đây tôi nói cái ý nghĩa Phật vô động và cõi nước diệu hỷ cho quý vị biết. Phật vô động, vô động tức là tịnh, phải không? Bởi vì thường thường khi nào chúng ta tu tới cái lúc tâm không còn bị ngoại trần nó làm biết động nữa, đối với cảnh tâm nó không động, mà tâm không động thì cái tâm mình nó tịnh hay là như bởi tâm không động cho nên nó là thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh lúc đó là vui hay là buồn, sống với cái thời đó, cái khoảng đó, với ngoại cảnh đó, mình buồn hay vui? Bởi vậy cho nên Đức Phật vô động, cái đạo của Ngài đã hành là hành cái hạnh tâm không động. Mà tâm không động thì cái cõi nước được vui vẻ. Bây giờ ở đây, ngay ở trong cái thế giới Ta Bà mà hiện ở thiền viện thường chiếu nữa, tụi con tâm không động thấy đây vui không? Còn nếu mà động thì có khi cười, có khi khóc, phải không? Nếu có động thì có khi cười, có khi khóc. Còn nếu không động thì luôn luôn là vui. Bởi vì không động có cái gì phải buồn?
có buồn là bởi có vui, phải không? Vui rồi nó mới có buồn. Còn nếu nó không động thì không có buồn mà không có vui, mà không buồn không vui thì thấy cái gì cũng đẹp hết. Đó. Bởi vậy cho nên cái hạnh của đức, cái đạo của Đức Phật vô động là tâm không động. Mà bởi tâm không động cho nên cái thế giới thanh tịnh, đẹp đẽ, trang nghiêm gọi là diệu hỷ. À, như vậy thì ai muốn sanh về cái thế giới đó thì phải tu cái đạo của Đức Phật vô động đã tu. Khi mà hiện cái thế giới diệu đều phá cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều nguyện sanh về cái cõi Phật diệu hỷ. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền thọ ký cho những người kia rằng sẽ được sanh về cõi kia. À, khi cái thế giới diệu hỷ ở cái cõi này đã làm nên làm lợi ích cho, nên làm những việc lợi ích rồi thì liền trở về chỗ cũ, toàn chúng đều thấy rõ vậy. À, như vậy thì cái thế giới của Đức Phật diệu hỷ, thế giới diệu hỷ của Đức Phật vô động tới đây cho mình nhìn thấy rõ, xong xuôi hết công việc hoàn tất cái lời tự trở về trên kia, ai cũng thấy rõ ràng. Thì câu chuyện này tụi con nhớ trong nhà thiền có chỗ nào nói na ná không? Có ai dẫn chứng câu chuyện này không? Quên cái này là một cái thiết yếu của mấy đứa. Nhớ bà Ni tổng trì, phải không? Bà Ni tổng trì bà trình với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, trình sao? Giống như là ngài A Nan chỉ một lần được thấy nước Phật A Xúc, quả Phật A Xúc, phải không? Nó quả Phật A Xúc là Phật vô động hết, phải như vậy. Thì như vậy chỉ thấy một lần khi ông Duy Ma Cả cũng đem xuống đó thôi, phải không? Rồi từ đó là sao? Tuyệt không được thấy nữa. Đó. Thì như vậy nếu mà mình nhớ mấy cái này thì đọc trong cái đoạn sử đó hoặc mình giảng cho người ta nghe mình mới có cái chỗ chứng cứ, phải không? Chứ không thì quên tốt, thì nói không biết diệu hỷ ở đâu, phải biết diệu hỷ ở đâu, Phật A Xúc ở đâu mình không biết. Thì trường hợp nào ngài thấy có một lần đó, thì đây để cho thấy rằng tất cả chúng ta học cái này để rồi sáng tỏ thêm những cái câu chuyện là bên kia các vị thiền sư trình bày. Thì như vậy cái đoạn này làm cho chúng ta thấy rõ ràng thêm được cái cõi Phật được thanh tịnh trang nghiêm thì gốc từ cái hạnh tu của Đức Phật, phải không? Mà Đức Phật do cái tu cái hạnh vô động cho nên cái cõi Phật được thanh tịnh trang nghiêm. Bây giờ đây ai muốn được sanh về cõi đó thì phải sao? À, cũng phải tu cái hạnh vô động như ngài. Thì bây giờ nếu mà giả sử chúng ta tu cái hạnh vô động á, nhưng mà chưa được sanh thì cõi Phật diệu hỷ, cõi diệu hỷ, mà ở đây mình có diệu hỷ chưa? À, nếu ngay nơi thế giới này là cái thế giới nhiều quán hại mà mình tu được cái vô động, phải không? Tâm vô động thì cái thế giới nhiều quán hại cũng biến thành thế giới diệu hỷ, chứ không phải đợi mai kia mới được. Cho nên cái nhân và cái quả nó theo nhau, nó không có tách rời được. Bởi vậy cho nên khi mình nói rằng mình muốn được cái quả tốt đó thì cái nhân tốt đó mình phải gieo cho đầy đủ. Mà cái gốc là nhân, nó không phải là ở từ cái hành động bên ngoài,
mà từ cái tâm. Cái tâm mình là cái chủ động, cho nên cái tâm mình mà nó rộng lớn thênh thang hay là cái tâm mình nó bất động thì cái ngoại cảnh nó sẽ theo đó mà tốt. Bây giờ Phật mới nói riêng này, Xá Lợi Phất. Phật bảo Xá Lợi Phất, ông thấy cái thế giới diệu hỷ này và Đức Phật vô động chăng? Ngài Xá Lợi Phất thưa, xin vâng, con đã thấy. Bạch Thế Tôn, nguyện khiến tất cả chúng sanh được cái cõi thanh tịnh như là Đức Phật vô động, và được cái thần thông, cái sức thần thông như ông Di Phật Cạch. Bạch Thế Tôn, chúng con rất thích được cái lợi lành là được thấy cái con người này và thân cảnh cúng dường. Đó, đây là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói về cái chuyện mà Ngài chứng kiến, phải không? Ngài chứng kiến được cái thần thông diệu lực của ông Di Ma Cạch và chứng kiến được cái cõi Phật bất động, của Đức Phật bất động, thì cái đó Ngài chứng kiến được rồi, cho nên Ngài đã được lợi lành và Ngài đã được thân cảnh cúng dường. Bây giờ đây, tất cả chúng sanh hoặc là hiện tại hoặc là sau khi Phật diệt độ nghe được cái kinh này thì cũng được cái lợi lành, huống lại nghe rồi tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, giải nói đúng pháp mà tu hành. Nếu ở trên tai mà được cái quyển kinh này liền là đã có được cái kho tàng pháp bảo. Nếu có người đọc tụng giải thích cái kinh nghĩa kinh này và như pháp tu hành thì là được cái, tức là được chư Phật hộ niệm người ấy. Ai mà cúng dường những cái người như thế sẽ biết ác là cúng dường chư Phật. Đó, nếu mà người nào đọc tụng giải nói cái nghĩa cũng như đúng pháp mà tu hành thì người đó được chư Phật hộ niệm. Ai cúng dường những người đó như là cúng dường Phật. Có người mà họ viết chép thọ trì cái kinh quyển này thì nên biết trong cái thách của người đó liền có Phật. Nếu nghe cái kinh này, nếu người nghe kinh này mà hay tùy hỷ thì cái người này ác là sẽ tiến đến nhất thế trí. Nếu cái người hay tin hiểu cái kinh này bèn cho đến một bốn câu trong một bài kệ, hay là một bài kệ bốn câu vì người khác nói, thì nên biết cái người này tức là thọ cái vô thượng chính thọ ký, được thọ ký vô thượng chính đẳng chính giác. Thì như vậy đây là cái lời của Ngài Xá Lợi Phất sau khi chứng kiến được câu chuyện xảy ra trong thái của ông Di Ma Cạch, và sau khi trở về chỗ Phật chứng kiến được cái cõi nước diệu hỷ hiện ra và thấy Đức Phật vô động vân vân, thì Ngài phát tâm, Ngài tự thấy cái lợi ích của Ngài, rồi Ngài cũng nói cái lợi ích cho ai sau này mà nghe biết tu hành đúng như vậy đó thì cũng sẽ có lợi ích lớn, là sẽ được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy là để kết thúc cái phẩm này,
Thì như vậy kết thúc Phật này chúng ta thấy nó có những cái ý gì quan trọng. Bởi vì phẩm này là chủ yếu là hiện cái cõi Phật diệu hỷ và Đức Phật vô động. Đó là cái chủ yếu. Nhưng mà Đức Phật vô động là cái chánh báo, cái cõi diệu hỷ là y báo, phải không? Mà như vậy cái y báo nó theo cái chánh báo, nhờ cái tâm Ngài bất động cho nên thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh cho nên cõi Phật nó đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh. Như vậy để đúng cái ý nghĩa mở đầu của cái phẩm đầu đó, nếu tâm thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh à. Như vậy thì từ cái tâm Phật thanh tịnh đó cho nên hiện ra cái cõi Phật thanh tịnh. Như vậy thì ai muốn đến sanh ở cõi Phật thanh tịnh thì trước hết phải cái tâm thanh tịnh. Đó là một cái giải đáp rõ ràng cái ý nghĩa mà từ đoạn đầu nêu lên. Thì bây giờ nói cái chuyện phàm tục một chút. Và giả sử như bây giờ ở Linh Chiếu hay ở Thường Chiếu là cái chỗ cực cái chỗ sướng. Bây giờ nói nó thẳng là cực hay sướng? Làm chúng Thường Chiếu, làm chúng Linh Chiếu là cực hay sướng? Nhưng bây giờ giả sử như có người họ trước đây 15 năm họ đi ngang hai cái khu này thì họ thấy hai khu này sao? Rừng rú hoặc là tranh đồ không, phải không? Nhưng mà bây giờ họ đi tới thì họ thấy sao? Thấy nó có cái vẻ được khang trang, chứ chưa nhớ nó thanh tịnh, thấy là cái khang trang một chút. Thì như vậy cái cảnh nó như vậy là từ đâu mà có? Từ người tự nó có thì mình thấy rõ cái chánh báo có thì cái y báo nó mới tùy thuộc, phải không? Nếu mà cái người bây giờ giả sử cho một người dân nào thường làm rừng làm củi gì họ ở đây thì tới bây giờ nó có được gì không? Bởi vì có những người tu, phải không, mà tương đối tu kỹ kỹ chút thì cái cõi cái xứ của mình thấy nó từ cái xấu xa lần lần nó đẹp đẽ, phải không? Như vậy thì cái cảnh nó tùy thuộc vào người. Mà nếu mà người cái tâm hồn nó tốt hay là rộng rãi thì cái cảnh nó cũng tốt, nó rộng rãi theo. Tâm người mà hẹp hòi là ích kỷ thì tất nhiên cái cảnh nó cũng hẹp hòi theo, phải không? Chứ nó không có hai cái nó đi theo nhau, không có khác. Thì cái đó là cái ngay cái thế giới của mình đang ở, cái cảnh mình đang sống, mình thấy cũng có cái ý nghĩa cụ thể rõ ràng, phải không? Huống nữa là mai kia mình được sanh cái cõi Phật thanh tịnh thì lúc đó mình cỡ nào là mới được sanh đó? Cũng là Bồ Tát thanh tịnh rồi mới được sanh về cái cõi thanh tịnh. Thì như vậy muốn được sanh cõi thanh tịnh thì phải là Bồ Tát tâm đã thanh tịnh. Thì bây giờ đây chúng ta thấy cái điều đó có đáng gì nghi nan không? Không có gì phải nghi ngờ hết, phải không? Rõ ràng như vậy. Cái thế giới ta và đây mà tâm mình hơi tốt tốt một chút, rồi rộng rãi một chút thì nó cũng còn biết phần tốt ha, phải không? Huống nữa là đợi tới ngày kia mình tu thật là thanh tịnh thì sanh cõi thanh tịnh, không còn nghi ngờ gì hết.
phải không? Bởi vậy cho nên đừng lo thiệt thòi. Chính cái thiệt thòi đó là cái làm cho tâm mình thanh tịnh, phải không? Chính tâm mình thanh tịnh đó là để trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh. Ngoài sao mình ở cái cõi Phật thanh tịnh, nó không có gai góc, không có rắn độc, không có buồn kẹp, không có phải không? Bởi vì sao? Bởi vì mình không có gai góc với ai, phải không? Bởi vì mình không có ngầm muốn hại ai, cho nên ai mà thích mình. Thế còn bây giờ tại vì có những người gai góc quá, có những người mà hơi có cái vẻ mà trong tiết mình không quá, cho nên rồi cái cõi mình bị trong tiết hoài, đi ra sơ sấy cái bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ, thì đó là rõ ràng tại tâm mình nó còn hạn chế trong cái phạm vi hẹp hòi đó, xấu xa đó, cho nên cái quả nó phải có như vậy. Nếu mình xả được hết cái tâm xấu xa hẹp hòi đó thì mai kia cái quả nó tốt đẹp, không nghi ngờ, phải không? Cho nên được cạo tóc là vinh hạnh, phải không? Nhờ vậy mà mình bỏ được những cái hơn thua phải quấy, nhờ bỏ được cái hơn thua phải quấy, tâm mình thanh tịnh, rồi mai kia mình thanh quả Phật tịnh, khỏi có buồn, thôi nghĩ. Nguyện diệt.